Trong kỳ nghỉ Trung thu năm nay, Tzuyu đã dành thời gian để đi chơi với Elkie của CLC. Và đây là bóng tay đôi của Tzuyu và Elkie. Tzuyu cũng đã dành thời gian cho tình yêu của đời mình trong kỳ nghỉ này. Và đó là chú chó lông xù Uxi đáng yêu của cô ấy. Và cả hai cũng đã chụp ảnh cùng với mẹ của Tzuyu. Trước đây, Tzuyu đã từng có một bức thư video gửi cho Uxi để bày tỏ rằng cô ấy yêu Uxi nhiều như thế nào. Tôi không nghĩ anh ấy có thể hiểu tiếng Hàn. Không sao, anh ấy có thể hiểu cảm giác. Uxi à, tôi yêu bạn. Mặc dù tôi đang ở Hàn Quốc, tôi sẽ sớm về nhà để gặp bạn. Rõ ràng, Tzuyu rất vui khi được gần chú chó lông xù của mình. Giống như cái liếc nhìn yêu thương này. Cả Tzuyu và Uxi chắc chắn sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau trước khi cô ấy quay trở về Hàn Quốc. Mặc dù họ không thể ở bên nhau mọi lúc, nhưng có lẽ Uxi có thể cảm nhận được tình yêu của Tzuyu ngay cả khi họ xa nhau. Bạn đã bao giờ phải xa người thân yêu trong một khoảng thời gian dài giống như tình huống của Tzuyu và Uxi hay chưa? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.